Rồi không được không có nước uống luôn nên ông anh này ông tự kè ra ông uống luôn rồi một con. Đó. Giờ đâu có dầu uống. Để. Lấy gì con đũa hả? Nước đá khai quá. Cay quá. Thôi cưa ra uống nước thôi. Đã quá. Rồi ăn chưa có chén đâu. Cơm nè. Nè cơm. Cái gì? Thế giờ cho Na với thằng này thôi chứ tôi ăn cái gì. Đi nước lầm rồi. Đây. Đi nước lầm rồi. Tôi nhớ ăn nước cay đây. Đây. Rồi. Ai xin cơm nữa nè. Bữa nào cơm? Con. Toàn cơm không? Toàn ngồi xuống đây. Chén có chén đủ. Cơm. Rồi ai cơm nữa nè. Ngọc đâu rồi? Ăn gì vậy? Tôi chừng sướng cái này. Trời tàn là thấy cơm thật không còn có ly rượu không ai rót hết trơn này. Cái gì? Ăn mày. Không ai mấy đứa nhỏ ăn tôi không ăn. Lại xuống rồi đó con ba. Thở rồi kìa. Thở gì? Thở miệng rồi kìa. Nóng rồi kìa. Không phải ông ăn món rượu vô không? Ngạo nghe rồi đó, ăn xuống rồi ăn rồi đó. Nóng rồi. Ngồi đây không dám đi giờ con muốn lại mẹ. Hai cơm nè. Ăn đi. Con ăn mì với thôi. Ok đây lấy mì cho. Ủa chú Tám đâu rồi? Bởi vậy chú Tám kiếm Tám nó mất tiêu rồi. Đâu rồi kìa. Bắt đầu. Đâu. Rồi. Mày. Đó. Có cái đáng đối năm 1975. Có cái má nhét vậy vậy đó. Chê đúng luôn à. Có cái má ngay đó. Đâu để cho coi. Nè. Rồi, bán vô. Dễ vô. À. Ê, cho tôi máng đi. Cho tôi máng. Ôi máng này bự quá. Cho máng nhỏ à. Ồ, này là máng cơm của tôi nha mọi người. Hả? À. Không thấy, nãy giờ không thấy luôn. Sao đi xa vậy? Nãy con hứa với bà là sao khi nào bà thiệt là đi làm đi mà. Nãy con làm rồi.